Cô gái giàu nhất làng. Ngày xưa, có một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn bé. Một bà cụ sống một mình trong ngôi nhà nhỏ cuối làng đã đón cô bé về nuôi, truyền cho cô nghề kéo sợi, dệt vải, vá may và dạy dỗ cô ăn ở cho nết na, hiền thảo. Khi cô tròn 15 tuổi, thì bà cụ lâm bệnh nặng. Con gái yêu dấu, mẹ sắp gần đất xa trời rồi. Mẹ để lại cho con căn nhà nhỏ này để tránh gió mưa. Mẹ cũng để lại cho con những thứ mẹ yêu quý nhất, đó là ống suốt, con thoi và cây kim. Con hãy kiếm sống bằng những thứ đó. Ở đời, ở hiền gặp lành con à. Từ đó, cô gái sống một mình trong căn nhà nhỏ. Cô rất chăm chỉ, kéo sợi, dệt vải, vá may. Nhờ bàn tay khéo léo và được bà cụ phù hộ nên vải cô dệt bán rất được hàng. Tuy vậy, cô vẫn giữ nếp ăn ở bình dị, đạm bạc. Những đồng tiền kiếm được, cô dành dụm để giúp đỡ những người nghèo khổ khác trong làng. Trong khi đó, ở hoàng cung. Con bị làm sao thế? Chả lẽ cả vương quốc này không có cô gái nào vừa ý con hay sao? Mấy cô công chúa thì giàu quá, mà mấy cô gái thường dân thì nghèo quá. Con sẽ đi chu du thiên hạ để tìm một cô gái giàu nhất, đồng thời cũng là người nghèo nhất. Giàu nhất đồng thời lại nghèo nhất, nghe đã thấy vô lý rồi. Làm sao con tìm được một cô gái như thế? Con sẽ tìm thấy thưa cha, nhất định con sẽ tìm thấy. Thế là hoàng tử lên đường đi tìm cô gái giàu nhất mà đồng thời cũng nghèo nhất. Một ngày nọ, chàng tới làng của cô gái mồ côi dệt vải. Nếu hoàng tử đi hết con đường này thì sẽ đến ngôi nhà giàu nhất làng. Nhà đó có cô con gái vừa xinh đẹp vừa cao quý. Thế còn nhà cô gái nghèo nhất làng thì ở đâu? À, nghèo nhất làng này thì có cô gái mồ côi dệt vải. Nhà cô ấy ở cuối làng, ngôi nhà nhỏ nhất và đơn sơ nhất ấy. Nhà cô gái này thật xa hoa quá. Những của cải không phải do mình làm ra thì đến một ngày sẽ cạn kiệt mà thôi. Ngôi nhà nhỏ nhất và đơn sơ nhất, chắc chắn đây là ngôi nhà của cô gái nghèo nhất làng rồi. Hoàng tử lặng lẽ nhìn cô gái đang quay sợi. Cô gái giản dị như một nhành hoa hồng trắng giữa những sợi gai. Cô gái ngước nhìn chàng rồi vội cúi xuống tiếp tục quay sợi. Liệu sợi có quay đều tay không thì không biết. Một cô gái chỉ biết làm việc mà không biết đến tình yêu thì thật là nghèo khó. Tình yêu là gì? Suốt ơi, tình yêu là gì? Suốt ơi, hãy đi. Suốt ơi, suốt hỡi, hãy đi. Ôi, thật kỳ lạ. Ồ, hình như cái suốt này muốn ngăn mình đi tiếp. Vậy ngươi muốn ta đi đâu? Có lẽ thế mà hay. Hình như suốt muốn dẫn đường ta đi. Dệt đều thôi nha, thôi ơi. Kim ơi, kim nhọn, kim xinh. Tức thì kim nhảy khỏi tay cô gái, bay đi bay lại trong phòng, phủ khăn lên bàn, phủ nhung xanh lên ghế, treo rèm lên cửa sổ. Ôi, thật kỳ diệu, những gì ta đang thấy là thật hay mơ đây? Ngôi nhà nhỏ bé mà thật ấm cúng, nàng đúng là cô gái nghèo nhất, nhưng cũng chính là cô gái giàu nhất. Một cô gái không sở hữu những thứ xa hoa, sang trọng, nhưng bằng đôi tay và trái tim mình lại tạo nên được những thứ đẹp đẽ và ấm áp nhất trên đời này. Xin cho ta được phép đón nàng về cung để ra mắt vua và hoàng hậu. Nhà vua và hoàng hậu vui vẻ chúc phúc cho hoàng tử và cô gái dệt vải. Họ cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi về sau. À, còn suốt, thôi, kim, những đồ vật đã giúp đôi trẻ nên duyên thì sao? Tất nhiên,
Chúng được giữ gìn cẩn thận và trưng bày trong cung vua như những vật kỷ niệm yêu quý mãi mãi về sau. Câu chuyện trong tiệm bánh. Con ở nhà ngoan, mẹ đi chợ bán hàng. Chiều về mẹ mua bánh cho con nha. Mẹ cho con theo với, con sẽ xách đồ cho mẹ. Con không muốn ở nhà một mình đâu. Thôi được rồi, nhưng con phải ngoan, không được chạy nhảy nghịch ngợm trong chợ đó nha. Dạ, con nhớ rồi. Ai bánh mì đây? Bánh mì nóng giòn đây. Để mẹ mua cho. Chị làm ơn lấy cho tôi chiếc bánh này của chị nè. Cảm ơn. Con không ăn cái này đâu, con muốn cái kia. Bánh này ngon mà, có cả dâu tây tươi. Cái kia nhiều kem lắm, ăn vào sâu răng đó con à. Không, con thích ăn cái kia. Thôi nào, mẹ biết rồi. Thế con ăn cái này nha. Cô ơi, cháu đói quá cô ơi. Cô có thể mua cho cháu ổ bánh mì được không ạ? Không có đâu, đi đi. Cô ơi, cháu. Đi đi, đã bảo mà. Tội nghiệp bạn ghê quá mẹ ơi. Bạn ấy có làm gì đâu mà bị xua đuổi như thế. Cháu ơi, lại đây cô bảo. Dạ, cháu, cháu. Cháu vào đây. Cháu đang đói lắm phải không? Ăn chiếc bánh này đi. Cô cho cháu hả? Phải, cầm lấy đi ăn cho nóng. Cháu cảm ơn cô ạ. Cô tốt với cháu quá. Ừ, cháu ăn đi cho đỡ đói. Sao mẹ lại? Cậu bé ấy đang đói mà con. Nhưng nhà mình cũng nghèo mà mẹ. Cô kia giàu thế còn không cho gì. Nam, con biết không? Sự giàu có đôi khi không đo được bằng tài sản vật chất của ai đó đâu con à. Thế thì đo bằng gì hả mẹ? Đo bằng tấm lòng, bằng lòng nhân ái, sự sẻ chia mà con dành cho người khác con trai à. À, ra thế, con hiểu rồi mẹ ơi. Vậy thì mẹ của con thật giàu có. Đúng rồi, chúng ta nên trở thành những người giàu có như thế. Cây đàn giả mạo. Tại sao em lại quyết định từ bỏ âm nhạc, Caspar? Chẳng phải em từng nói với thầy rằng ước mơ của em là được cống hiến cho âm nhạc sao? Thưa thầy, em nghĩ mình không đủ khả năng để tiếp tục theo đuổi ước mơ viển vông này nữa. Em học vĩ cầm từ năm 4 tuổi, đến nay đã hơn 20 năm rồi. Vậy mà chưa một lần được lên sân khấu biểu diễn. Có lẽ âm nhạc không dành cho em. Em đừng nghĩ như thế. Thầy dạy em suốt những năm qua, thầy nhận thấy ở em có một sự tinh tế và nhạy cảm đặc biệt. Em hoàn toàn có thể tạo nên những âm sắc tuyệt vời. Em chỉ là đang thiếu niềm tin vào bản thân của mình mà thôi. Làm sao em có thể tiếp tục tin tưởng được khi mà tất cả các dàn nhạc đều từ chối em hả thầy? Nếu điều neo giữ ước mơ của em là được biểu diễn trong những dàn nhạc, thì thầy có một món quà dành tặng cho em. Thầy tặng em một cây vĩ cầm Strat. Thưa thầy, thầy tặng em một cây vĩ cầm Strat sao ạ? Bất cứ một người chơi vĩ cầm nào cũng ao ước được một lần chạm tay vào những cây Strat huyền thoại. Em nghe nói rằng những cây vĩ cầm Strat được làm cực kỳ tinh tế, đạt đến đỉnh cao về chất lượng âm thanh. Nếu có một cây Strat trong tay, em sẽ tự tin hơn phải không nào? Theo truyền thuyết, những cây vĩ cầm Strat mới có thể tạo nên những âm thanh tuyệt diệu, vang vọng đến từng góc khán phòng biểu diễn. Thưa thầy, sao em dám nhận cây vĩ cầm này chứ? Nó quá tuyệt vời, em sợ mình không xứng đáng. Nhạc cụ cũng như con người, có linh tính, có tình cảm, nó sẽ hiểu được tài năng và tâm hồn người nghệ sĩ đang chơi đó. Giờ em hãy thử chơi một bản nhạc đi nào. Vâng, thưa thầy.
vời quá. Thầy ơi, cuối cùng em đã được biểu diễn trên sân khấu rồi. Thật như một giấc mơ vậy. Em ước sao thầy còn sống để chia sẻ niềm vui này với em. Cậu Caspar đúng là không làm khán giả thất vọng. Cảm ơn ông. Tôi là George Heyman, chuyên gia nghiên cứu vĩ cầm. Tôi rất ấn tượng với tiếng đàn của cậu. Mềm mại và vẫn vang vọng đến tận tâm can người khác. Thật sự rất tuyệt vời. Cảm ơn ông. Nhưng đó là nhờ cây vĩ cầm Strat này. Chính nó mới có thể mang lại thứ âm nhạc hoàn hảo đến vậy. Cậu có một cây vĩ cầm Strat huyền thoại sao? Vâng, nhạc sĩ Klim đã tặng tôi. Nhờ cây vĩ cầm thầy tặng mà tôi mới có cơ hội được biểu diễn cùng dàn nhạc. Nếu không, với tài năng kém cỏi của mình, làm sao tôi có thể theo đuổi ước mơ cho đến tận hôm nay được chứ? Nhưng cậu Caspar, đây không phải là một cây vĩ cầm Strat. Đây không phải là một cây vĩ cầm Strat sao? Ông có nhầm không ạ? Tôi là chuyên gia nghiên cứu vĩ cầm, tôi không nhầm được đâu. Đây chỉ là một cây vĩ cầm bình thường thôi. Vậy chẳng lẽ thầy Klim đã nhầm? Klim là một bậc thầy về vĩ cầm. Chắc chắn ông ấy không thể nhầm được. Có lẽ là ông ấy có một ẩn ý gì đó khi trao cho cậu cây vĩ cầm này. Thầy nhận thấy ở em một sự tinh tế và nhạy cảm đặc biệt. Em hoàn toàn có thể tạo nên những âm sắc tuyệt vời. Em chỉ là đang thiếu niềm tin vào bản thân của mình mà thôi. Nếu điều neo giữ ước mơ của em là được biểu diễn trong những dàn nhạc, thì thầy có một món quà tặng em. Nếu đây không phải là cây vĩ cầm Strat huyền thoại, thì những âm thanh tuyệt vời kia từ đâu ra? Từ trái tim nhạy cảm và những ngón tay tài năng khéo léo của cậu chứ đâu nữa. Chỉ là một cây vĩ cầm bình thường, nhưng nó hiểu tài năng của cậu và đã đền đáp xứng đáng cho cậu. Thật ư? Nhạc cụ cũng như con người, có linh tính, có tình cảm. Nó cũng hiểu được tài năng và tâm hồn người nghệ sĩ đang chơi đó. Thưa thầy, giờ thì em đã hiểu. Món quà thầy tặng cho em là niềm tin vào bản thân mình. Em sẽ giữ gìn cây vĩ cầm này suốt đời mình. Đối với em, nó đáng giá hơn bất cứ cây vĩ cầm Strat nào, thầy ạ. Món quà dành cho tên tội phạm. Đói, đói quá. Ai ăn quýt không? Quýt ngọt hảo hạng đây. Quýt ngọt đây, quýt ngọt hảo hạng đây. Ăn xin hay ăn cướp đây? Anh ăn đi, tôi mời anh đấy, không phải trả tiền đâu. Anh đừng ngại, quýt rất ngọt đấy. Ai quýt ngọt nào? Ồ, lại là anh đấy à. Anh ăn thử quả này đi. Cảm ơn. Ủa, tờ báo của khách nào bỏ quên ở đây? Hả? Khuôn mặt này sao nhìn quen quá? Ờ, chính là anh ta rồi. Mình phải làm sao bây giờ? Báo cảnh sát. Không, làm như vậy thì mình tàn nhẫn quá. Nhưng mà nếu để lọt lưới một tên tội phạm nguy hiểm thì... Trời ơi, ai cho tôi biết tôi phải làm sao đây? Alo, xin hỏi có phải đồn cảnh sát không ạ? Kìa, hắn xuất hiện rồi. Đừng có manh động.
xin đợi một chút, cho tôi nói với ông chủ sạp trái cây một câu. Trên người tôi không còn bất kỳ hung khí nào cả. Tờ báo kia là do tôi để ở đó. Anh... chính anh để... để ư? Cảm ơn ông vì tất cả. Tôi đã chán ngán cảnh sống lưu vong, trốn đông trốn tây rồi. Cảm ơn quả quýt của ông. Khi tôi còn đang do dự lựa chọn chấm dứt tính mạng của mình như thế nào, chính là tấm lòng lương thiện của ông, chính đôi mắt nhân từ của ông đã làm lay động lòng tôi, dẫn dắt tôi để lại nơi ông tờ báo này. 30 triệu coi như là của tôi báo đáp ông. Tôi tạo cho mình cơ hội giúp ông để bản thân cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Xin một lần nữa cảm ơn ông. Không thoát khỏi lưới trời. Vinh, sắp bước vào kỳ đệ tứ là làm bài thi thứ tư của khoa thi hội rồi. Vậy mà con lại lười biếng thế này hả? Không chịu đọc sách, lúc nào cũng chỉ thích ngủ. Chuyện thi cử của con, cha đã lo xong rồi còn gì? Con mà thông minh giỏi giang thì cha đâu có khổ tâm. Con biết khả năng của con có hạn, cha cứ để con làm chức quan nhỏ thì có sao đâu. Làm chức quan nhỏ để xấu mặt quan tể tướng như ta à? Mau dậy đọc sách đi. Bà đã sai người đưa thư tới quan chủ khảo chưa? Ông yên tâm, mọi chuyện đã đâu vào đó. Trước đây, mình mang ơn tể tướng, nếu không giúp được việc này, e là khó ăn khó nói. Mà đã giúp được 3 lần, lần cuối chắc là cũng trót lọt thôi. Đã hết giờ, tất cả các sĩ tử dừng bút, chuẩn bị nộp ống quyển. Tôi không nghĩ ông dám làm chuyện này đâu Quang Hải. Xin mời người theo tôi đến gặp Hoàng thượng. Có chuyện gì thế nhỉ? Chả rõ nữa. Hình như tên thư sinh kia là con quan to thì phải. Sao cậu biết? Thì anh ta khoe khoang với tôi như thế mà. Hiện tại là nguyên khí quốc gia. Bao đời nay các bậc minh quân thông qua thi cử để tuyển chọn người tài giúp vua trị nước. Việc hệ trọng là vậy, sao các ngươi dám giở trò gian dối chứ hả? Thần tội chết, xin hoàng thượng xem xét đến những đóng góp của thần mà nương tay. Trọng người quen lắm. Muôn tâu, tiểu nhân là Quý Vinh, con quan Quý Lễ ạ. Là con quan Quý Lễ sao? Quý Lễ là công thần từ thời tiền đế, luận công trạng không thể kể xiết. Vậy mà có con cái lại hư đốn thế này sao? Quan Hải là quan chủ khảo, phạm điều sai trái, tráo bài cho sĩ tử. Ta khép Quan Hải tội đi đây. Còn Quý Vinh, nể tình quý gia 3 đời có công với nước, phạt đánh 50 trượng, hủy bỏ kết quả thi. Thôi thì 50 trượng cũng còn hơn là đi đày. Đa tạ hoàng thượng khai ân. Thưa bệ hạ, oan cho hạ thần quá. Thật ra thần chỉ nhận sự gửi gắm từ quan tể tướng mà thôi. Gửi gắm sao? Hóa ra mưu sự gian dối này là từ quan tể tướng sao? Như vậy sự việc nghiêm trọng hơn nhiều. Ta không nghĩ đường đường là một tể tướng đầu triều mà coi thường luật pháp, rẻ rúng nhân tài, lấy công tư lợi riêng ép người khác làm điều gian dối như vậy. Xử phạt Quý Vinh tội lưu đày như Quý Hải cho ta. Xin đức vua khai ân, xin bệ hạ hãy nghĩ tới phụ thân của tiểu nhân.
điều tra tể tướng Quý Lễ. Nếu đúng là có tội, bãi chức, tống vào ngục hình cho ta. Tuân lệnh. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.